Con chỉ được khổ cấp hoài ngủ nghe gì được đâu, lo cho nó Một buồn giờ một cậu. đêm như vậy ngoài ngủ được mấy tiếng đồng hồ ngoài? Trời ơi, có ngủ được gì đâu, lát ngủ được chút rồi thức dậy, rồi giật mình thức dậy lên xe chở nó, có khi bóp giò bóp cẳng nó nhức, bóp cho nó hết nhức nó khóc, uống thuốc nhức rồi ngủ êm, còn khi nó nhìn trời mưa gió lạnh nó nhức mắt bóp giờ cắn cho nó. Rồi mấy người này nè, ngoại thai tả, ngoại lao mình đó, là ngoại lao lưng bọng đầy đủ hết trơn luôn hả ngoại? Rồi đó ngoại, rồi ngoại có mượn người ta không mà tự ngoại làm? Tự làm chứ mình đâu có mượn. Ngoại bằng đêm á, ngoại ngủ được nhiều không ngoại? Ngủ chừng nửa tiếng đồng hồ thức dậy rồi là nó thầy chở nó vậy đó, nhức giờ nhức cẳng móc bóp giờ cho nó thức dậy rồi giết, rồi tôi giảm bây giờ cái bệnh giò cẳng nhức đi không được, bò không Ngoài bò không không ngoài bò ừ. Rồi như vậy ở ngoài có suy nghĩ là nếu ngoài thì còn sức khỏe thì nói gì không rồi mấy chị cũng mang bệnh thêm. thấy ngoài mỗi lần mà lau mình anh chị nè là ngoài đều di chuyển bò tới bò lui không hả ngoài? Bò tới bò lui lao mình lo mày nói gì đó, nghiêng qua nghiêng lại cho nó chứ giờ đỡ cũng không nổi, giờ giờ nó yếu rồi. Rồi là ngoại đút cơm, ngoại lau mình, rồi không có ai phụ ngoại hết ở ngoài. Không ai phụ chứ tự làm gắng làm vậy, thay tả đồ cho nó đó Ngoại nằm năm. đêm, ngoại nằm đêm ngoại suy nghĩ tại sao mà ngoại cực, ngoại khổ quá gì không ngoại? Nhiều khi cũng khóc rồi kiểu buồn quá cũng khóc, thấy con nó vậy thằng nghiệp Rồi bỏ đâu hả ngoại? vậy đó, sống tới đâu rồi tới đó chứ biết sao giờ. Dạ, Thanh Trúc xin chào cả nhà. Thì bữa nay Thanh Trúc có quay lại một cái hoàn cảnh một người mẹ ngoài 70 mà còn phải lo cho ba người con. Thì ở đây á là ba người con này như một cái khúc cây sống như khúc gỗ. Thì người mẹ này á là bò đi mỗi ngày, nói chung là bò để đi xin ăn và để lo cho ba người con tặc nguyền ở đây. Thì Thanh Trúc á thì cũng gặp mấy anh em bên đồng đạo thì chia sẻ cho Thanh Trúc một cái hoàn cảnh rất là đáng thương luôn quý vị ơi. Thì sự việc như thế nào, Thanh Trúc mời quý ông bà cô chú để theo dõi gõ cái câu chuyện bà lão bò ăn xin để nuôi ba người con. Và Thanh Trúc cũng cảm ơn mấy chú đồng đạo ở khu vực này đã chỉ cái hoàn cảnh này thì như thế nào, sự việc như thế nào. Thanh Trúc mời cô chú để theo dõi gõ ạ. Trời ơi bà hai ơi. Dạ, anh Trúc với mấy anh em đi. Ê đi đâu, ngừng lại hỏi thăm coi bữa nay mà có mấy mà anh em của YouTube nè, người ta vô để mà người ta trao cái tiền mà của Mạnh Thường Quân người ta cho bà đó. Rồi sao bữa ôi nay bộ đi không nổi bệnh hay gì mà sao mà đi không nổi trời sao ơi, mà bà ngoại. Rồi? Bà đi đâu đó ngoại? Đi mua cà hủ với mớ
mua đồ gì cho mấy nhỏ rồi. Cái gì ơi, bò luôn rồi. Anh mấy chú mấy cậu ngừng xe đi nha, mình ngồi trò chuyện chút xíu rồi chở vào ngoài gì đắng. Trời ơi, hai cái giò bữa nay yếu quá yếu rồi. Sao mà bữa nay sao mà tệ dữ vậy? Ngoài ngồi xuống đi ngoài. Bệnh ngồi xuống đi, ngồi xuống đi để đi người ta chở. Rồi mua cái này ở đâu ở ngoài? Mua đằng kia kìa, đằng tiệm ta mua giùm gửi ta mua lại đắng lấy đem về đằng nấu cho nó ăn. Rồi hôm bữa ngoài là nghe nói có người nữa mà sao con thấy ngoài bò ở đây là sao? Đi mà ăn đâu hết hay gì rồi? Hết rồi. Trời ơi. Thằng kia thì nó qua nó giờ nó con nó vợ nó đau bệnh nó gì thấy đau lòng mà trời. Rồi mua mớp không ngoại này, chứ mớp phải không? Chứ mớp. Mớp anh Tèo. Mớp với mấy miếng tàu hủ kìa. Con nè, với mấy cậu ở con đây á. Hết tiền hay gì rồi mà mua có được mấy miếng đó hả? Sao ngoại? Sao mà ngoại không mua thịt, mua cá, mua tàu hủ ngoại? Ngoại ơi, ngoại sao mà con thấy ngoại mua mấy miếng tàu hủ nè, sao không mua thịt, mua cá gì ngoại? Không có tiền thì mua cái này cho nó ăn chứ... nấu canh nó rẻ tiền. Trời ơi. Cũng có tiền. Vậy hả? Rồi bây giờ ngoại bò về đẳng hả? Dạ. Nhà ngoại xa không? Đây là tuốt kia kìa. Trời ơi, bây giờ con thấy ngoại nè. Rồi ngoại ơi, bây giờ có mấy anh em con nè. Thôi, bây giờ có xe nè. Bây giờ chở ngoại về. Bây giờ anh Tèo và bồng má lên luôn đi. Bắn lên. Ôm lên giùm mọi người. Ông bỏ lên đây nè. Ông đang mà đi lên xe. Ngoại bây giờ là ngoại lên xe đi cho mấy cậu nè. Mấy cậu kẹp lên đi, kẹp lên luôn. Cảnh giờ đi hết nổi rồi đó. Trời ơi, ngoại bả đi không có nổi gì. Khoan rồi đứng đó rồi đợi cho ông cậu đó kèm vô ôm bả luôn đi sao bả. Vô vịnh luôn đi ông Năm, lên luôn Năm ơi. Năm. Lên luôn đi ông Năm ơi, lên luôn tôi trả cho về nhà luôn chứ để đi vậy sao chừng nào mới tới. Để con chạy con quay luôn nha. Để coi. Rồi đi cậu ơi. Rồi. Đi chạy để con cái hả? Chạy nha. Nó chắc giả không cái gì. Lên đi. Tới nhà bà cụ cái gì. Tới luôn. Rồi tới nhà cái gì ơi. Tới nhà ngoại rồi đó hả ngoại? Đi không nổi. Trời ơi quý vị ơi nè, ở đây đó là ngoại đi ngoại mà mỗi lần ngoại di chuyển á là ngoại mất bò hả ngoại? Đi hết nổi rồi. Nói vậy đó. Ngoại ở đây nè. Kìa. Ngoại bò gì rồi có nhức giò không ngoại? Nhức. Trời ơi, ngoại đi hôm bữa con thấy ngoại đi cà nhắc rồi bữa nay là ngoại bò tuyệt đối ngoại bò luôn hả? Thật là mấy đứa nó ghét rồi nó bệnh cho mình. Rồi để cho con gắn cái mít cái con ngoại. À, Thanh Trúc thì hồi sớm á thì cũng có gặp mặt của anh Tèo thì cho nên là nhờ anh Tèo dẫn qua thăm một cái bà ngoại là ngoại này á là đi bò á quý vị, bò để nuôi con và ai cho gì thì nhận nấy mà cũng nay cũng đủ duyên thì cho nên là Thanh Trúc với anh Tèo ở đây với hai cậu mấy cậu ở đây cũng làm bên thiện nguyện thì dẫn qua đó thì gặp cái hoàn cảnh á cái bò thì quá trời xót xa luôn. Thì anh Tèo thấy chia sẻ cái cảnh của ngoại này như thế nào anh Tèo? Thì bà cụ đây thì bà tên là Kim Anh á, cũng là một cái đối tượng nghèo nhất của xã này. Bà gánh nặng là thêm ba đứa con bây giờ là đi đứng không nổi. Rồi là bà thì bệnh đau, ba đứa thì nằm tại chỗ đó. Mà bây giờ thì con cái thì cũng có nhưng mà nó đi mần ăn xa, nghèo đi mần ăn tứ phương hết trơn. Mình ra cũng không có về, lâu lâu Tết nhất mới về. Thì ở đây thì góc độ ở đây thì mấy anh em ở đây là làm thiện nguyện rồi ủy ban xã rồi người ta cũng có tài trợ các đội đài mạnh thường quân nào đâu là ở đây cũng có quà cáp đồ cũng trở cho bả đó. Rồi hôm nay thì anh em đến đây để mà tôi dẫn qua đây để cho quay cái cảnh của bà cụ như vậy. Tình cờ thì trên đường đi thì gặp bả đi về bả mua đồ mà cho đem về bò đó. Bò đi bò. Về đó là thấy anh em tôi chở cho bả về đó. Đang cho là Thanh Trúc đây xuống đang mà quay cái cảnh của bả. Thì trước đây bả cũng có đi đứng được chứ không phải là không, nhưng mà đi ít thôi, đi cũng đi chút có mệt có ngồi nghỉ. Mà gần đây không hiểu sao bệnh khớp sao không biết mà giờ đi hết nổi luôn, bò luôn. Mà giờ tiền bả giờ không có mà là nghe nói là gia đình giờ là mấy nhỏ đi đâu hết trơn rồi giờ còn bả nhà vậy đó. Rồi bây giờ bả đi mua đồ cho mấy nhỏ ăn vậy đó rồi đớp về rồi bây giờ
cái cảnh bả giờ quá quá khổ rồi. Dạ. Hôm bữa là em á có quay cũng có quay một clip là bà cũng bò. Mà bò nói chung là cũng lúc đó còn đi đi được, đi bò. Được đây gai. Nói chung là có lúc cũng có bò rồi xong thì có lúc bả chống gậy đi thì nghe cô chú chia sẻ nhưng bữa nay thật sự là bà bò cái cảnh là bà bị khớp quá quá nặng. Thành ra anh em mình hồi sớm đi đó anh cũng thấy. Thì bò luôn đó, bả giờ bả bò luôn rồi đó. Bây giờ làm bây giờ nhờ cái trước tiên á là nhờ cảnh cái gì đó là cảnh của bả là khổ nhất trong người khổ ở đây. Cho nên là gắng có lòng hảo tâm mà là nhín lại để mà là hỗ trợ một miếng khi đói bằng gỡ khi no giúp cho bà cụ già này cho bả cảnh bả đỡ khổ ra chứ tôi thấy càng ngày bả càng nặng mà như vậy tình hình này không biết bả mà qua đời rồi không biết mấy nhỏ này sống sao đây. Chứ còn là thấy bả giờ bà càng ngày càng nặng gì đâu mà bò không rồi hổm thì nó vậy. Mà thuốc men thì bây giờ hầu như là bả bị khớp này quá nặng rồi, biến dạng luôn rồi. Hai cái giò đầu gối bả chà bè luôn rồi. Bả rồi bây giờ mấy nhỏ này thì giờ nó nằm vậy mà mấy đứa con thì nó ngay cũng có đâu 5-6 đứa gì đó mà nó đi. Nghe nói đi mà ăn xa gì tứ phương chân mà nó cũng nở nằng gì đó thành ra về nhà nhiều khi cũng không có tiền muốn về cho bây giờ cũng không có tiền đâu mà cho nó. Dạ cũng con cái cũng khổ ha. Khổ, khổ lắm. Mình để cho con hỏi mấy cậu ha. Cậu cho con hỏi thì hồi sớm á mấy cậu cháu mình gặp cái bà lão như vậy nè, bà bò mà để mua từ miếng tàu hũ và một những cái trái mớp đó. Cái cảm nghĩ của cậu như thế nào? Dạ. Cậu. Cậu ơi, cảm nghĩ của cậu thấy cái hoàn cảnh này mình gặp là thấy rất là xót xa không cậu? Thấy hoàn cảnh của bà đó mình cũng không khổ, mình đi dọc đường mình thấy cái bò vậy đó. Dạ. Khớp thì thấy cũng khổ của bà. Dạ. Ngay mình thấy hiện tại thì thấy cũng khổ rồi đó. Dạ. Cảnh bác cũng khổ nhưng mà xã hội giúp đỡ bà thì cũng rất là mừng. Mấy cậu ở đây là mình làm bên cái đội thiện nguyện hả? Đúng thường rồi, thường ta kêu là bên ta bên đồng đạo đó đúng không? Đồng đạo. Từ thiện. Đồng đạo này hiện tại mình đang ở đâu? Mình phải chia sẻ cho mọi người cô chú biết mình. Sáng Bình. Dạ, Sáng Bình nè. Lại đó kêu kia kiếm ai gặp mấy cậu thí dụ không? Gặp mấy anh em đây tối ngày chuyên đi làm từ thiện. Thôi bây giờ là mấy cậu cháu mình và mấy anh em mình bây giờ vô bà cụ để hỏi trò chuyện ha. Đi vô luôn. Rồi, vô. Dạ, giờ cho anh em vô luôn. Dạ. Yeah. Thấy cảnh khổ. Dạ. Vô luôn không? Dạ vô luôn. Mấy cậu vô luôn đi, chia sẻ luôn đi. Mình đây mình có đèn đèn không ngoại? Có đèn không cưng? Có đèn này. Bắt là có đèn tự động cũng có mấy anh em ở đồng đạo nè. Con vô đây cũng có một cái phần duyên của Mạnh Thường Quân á là gửi cho ngoại thì cho nên là con có ghé cái anh Tèo cho nên anh Tèo mới là dẫn con lại ngoại mà nhưng mà không ngờ gặp một cái cảnh đó là ngoại đang bò bò mà để đi mua tàu hũ rồi dưới mớp rồi đó cái đó là ngoại đi lâu chưa ngoại? Đi cũng lâu, bò đi cũng lâu, tới về tới gần tới đây. Dạ, cái đó là ngoại, hồi nãy ngoại nói là ngoại gửi người ta mua rồi ngoại bò đi lại lấy hay sao ngoại? Thì ngoại di chuyển khó như vậy rồi con của ngoại đâu rồi ngoại không nhờ ngoại? Con thì nó nghèo quá, đi mặn chứ xa hết, lo cho con nó lâu lâu rồi. Dạ. Dạ, con được biết á ngoại là ngoại bò mà ai cho gì á là ngoại nhận cái nấy để lo cho mấy chị và mấy anh ở đây có đúng không ngoại? Dạ. Sẵn ở đây á thì con cũng có một cái phần duyên của Mạnh Thường Quân cô chú có gửi cho con và một chút xíu con sẽ gửi cho ngoại ha. Ông nói gì ngoại? Ngoại là như vậy đó là ngoại có nấu cơm sẵn chưa hay là mấy cái này rồi một hồi giờ ngoại mà nấu ngoại? Cái này nó chiều hay gì còn nó sáng có rồi phải không? Sáng có lo rồi nó chưa có ăn, còn cái đó người ta cho ấy đó thì lấy chiều nấu cho nó ăn. Ngoại thủ vậy đó hả? Ngoại ơi, cho con hỏi nè, thì ngoại á là một mình nè. Ngoại mà lo cho ba người con như vậy nè. Có người đó người ta nói là như ba cái khúc cây. Có người thì nói nắm đi con. Gặp người là sao ăn sao gặp người kêu vậy? Đau khổ. Ngoại cho con hỏi ngoại ơi như vậy đó rồi ngoại kể lại cái câu chuyện mà mấy chị ở đây á là cấp đầu tiên á
người nào cũng bình thường mà, nhưng mà bỗng một hôm á là bỗng một hôm là mấy người này tự nhiên mà đi không được là sao ngoại? Nó hồi đó nó đi được rồi cái nó té, từ từ cái nó giảm, nó giật, nhỏ này nó giật nhiều rồi. Giật giật rồi, có khi nó giật cực khổ quá, nó nói con chết rồi đi để mẹ cứ khổ tội nghiệp mẹ, cấp nó còn nói chuyện được, nó giờ cũng nói mà nói một một hai chứ không có nói nhiều như một lần. Trời ơi, con nói gì đó thấy tội nghiệp muốn xuống nước mắt luôn. Trời ơi, ngoại hiện tại bây giờ ngoại thì đã đi không được nè, rồi mọi những mọi thứ sinh hoạt đồ ở ngoài là ngoại đút cơm, rồi ngoại nấu cơm luôn hả ngoại? Nấu cơm bò đi nấu gì gán nấu cho nó ăn. Trời ơi, ngoại nấu cơm đút nữa, ngoại nấu cơm rồi ngoại làm đồ ăn luôn hả ngoại? Dạ, ăn đồ ăn rồi kia, có khi không có thì ăn nước tương đồ trang cho nó, đút cơm đồ cho nó ăn. Dạ, có thì nấu cho nó ăn. Cái ngoại chia sẻ cho con là cái người ở đây ba người con ngoại nè, người nào lớn ngoại? Người đó nhỏ đó thứ ba đó. Dạ, 44 tuổi đó. Dạ, và thằng đó thứ năm đó. Dạ, 39 tuổi, nhỏ này 35 tuổi. Dạ, nói đi con. Nói. Hồi đó mấy chị này nè có đi học không ngoại? Nhỏ này hồi đó nó bị bệnh rồi nó không có học đó. Thằng con nhỏ này học lớp 2 cấp đó đi, mấy đứa nó xô sợ nó té rồi nghỉ học. Dạ, rồi té rồi giờ bệnh gì luôn đó ngoại? Dạ, bệnh luôn, bây giờ nó tai biến luôn nhỏ này nè. Rồi không gì rồi là một lần nó còn mạnh nó lo cho chị nó lái ỉa rồi được, bây giờ nó nặng hơn có kia. Rồi nằm vậy luôn đó ngoại. Vậy là suốt thời gian là ngoại gầm gánh ba cái người con này là bao nhiêu năm ngoại? 30-40 năm nay. Trời ơi trời, 30-40 năm hả? Rồi cơm nước là cấp ngoại còn mạnh đó là ngoại tự đi đứng bình thường. Thì còn đi đứng đường bình thường lo cho nó, tới giờ nó yếu, nó giảm rồi nó thức đêm mắc cỡ đồ kia nó, rồi tôi cũng theo nó hoài giết rồi cũng yếu luôn. Trời ơi, ngoại rồi sao ngoại không suy nghĩ là ngoại mình ở ngoại đưa đi vô chỗ trung tâm những người khuyết tật ở ngoài cho khỏe ngoại? Đã có kêu mà thấy tội nghiệp lắm, bằng đêm hôm nó giật vậy được người ta biết người ta lo như mình được không? Thôi chẳng thà ở nhà với mẹ con hút nhau chết rồi chôn chứ, đi rồi tôi cũng không yên nữa. Con vậy rồi đi rồi tội nghiệp nữa. Vậy là ngoại không có đành hả ngoại? Dạ, không đành con đi nữa, quyến liếng rồi đi rồi tội nghiệp nữa, nó trông đợi mẹ đồ kia tội nghiệp. Rồi như vậy rồi ngoại, thí dụ ngoại bệnh nè, rồi ai chăm cho giùm cho ba người con này cho ngoại, thí dụ ngoại cũng phải có đi khám bệnh đồ á, nhờ xe đi khám bệnh và chở ngoại, rồi mấy chị mấy anh ở đây ở nhà ai lo ngoại? Thì đi có nhà đằng xóm mượn ta lại ta coi giùm buổi lát vậy đó, ta tiếp nấu cơm đồ kia. Mà cũng con, có nhỏ em bật bên sông nó cũng giúp đỡ. Con được biết á, là ngoại đi như vậy á, thì ngồi ở sớm bà con thôi, nhưng mà cái vụ mà đút cơm thôi, còn thay tả lau mình và cái chuyện mà vệ sinh đó ngoại. Ừ, thì chắc mấy người đó người ta cũng hơi ngại, người ta không làm đâu ngoại. Người ta cũng tận tình, người ta cũng giúp đỡ, người ta cũng thấy bà gì đó, người ta cũng thay tả đồ kia, người ta không có gớm ghê. Trời ơi, cũng quý đó. Người ta cũng thiệt tình, người ta thấy gia đình gì đó, người ta khổ, người ta cũng gắng giúp cho. Con có nghe cô chú nói là ngoại có đi nằm viện mấy ngày nữa, có không ngoại? Bữa hôm có đi nằm viện, nó nhức giờ nhức cẳng đi. Ôi không nổi, à, đi ra ngoài. Ừ, nằm hết 4-5 ngày mà ở nhà. Dạ, tôi không yên nữa. Sợ người ta lo không biết bằng mình không. Dạ, với thấy người ta cực khổ vậy đó. Rồi ngoại năm nay là 70 tuổi không ngoại? Dạ, 70 ngoại? 76 tuổi. 76 hả? Rồi ngoại như vậy á, ngoại thì còn sức khỏe thì không nói gì,
ngoại có khi mà nói chung là mình không phải như là lọt cũng như cua được. Rồi ngoại có suy nghĩ là ngoại á có 100 tuổi già rồi đó, không có gượng nổi á, thì mấy anh mấy chị ở đây á, rồi sao không ngoại? Thì giờ không biết sao, rồi tôi có chết thì con cái nó có gì không giúp được, giúp không được thì sớm ta giúp. Cái ngoại chưa có tính là mình đưa vô khu trung tâm bảo trợ của người khuyết tật hả ngoại? Dạ. Ta cũng có lại đây, ta nó hồi còn phà mạnh khỏe, ta kêu đi ngoại mà tôi không có cho. Sao ngoại? Ngoại kể cho con nghe. Không có cho, thấy tội nghiệp con rồi kia, mình đi bỏ nó ngoại tội nghiệp lắm. Dạ. Với con này nè, nó giật ngày 2-3 lần. Có khi nào chỉ cái cấp mà mới đầu á, chỉ có nói này kia không ngoại? Nó nói mẹ khổ, tội nghiệp mẹ cực khổ với con quá. Đồ kia vậy đó, nó rồi nó ngồi nó khóc. Tôi cũng khóc, nó không mẹ đừng khóc. Nó nói mẹ đừng khóc, con khóc ghét mẹ bệnh. Con thấy ngoại mắt ngoại thâm quầng hết trơn. Rồi có khi con có nghe nói là hôm bữa cái clip trước á, chị nào nói là con muốn chết đi cho mẹ đừng có nuôi nữa là chị nào ngoại? Chị này nè, nhỏ thứ ba nằm đó cái đó. Rồi bà nói xót xa, chứ nói sao ngoại kể là cho con và mấy chú và quý vị Phật tử được nghe con ngoại. Giật hoài tới chừng nó tỉnh, nó nói rể con chết mà rồi đi rể mẹ cực khổ với con quá. Yeah. Nói gì mình xuống nước mắt tội nghiệp cho con. Con thấy ở đây là một người là đủ mệt rồi. Cả ông Khiều kìa ngoại. Ông Khiều kìa. Ông Khiều kìa. Mấy người lại cũng thăm thấy tội nghiệp xuống nước mắt khóc. Nói thôi bà gắng đi, bà lo đi. Dạ. Rồi lâu lâu người ta lại người ta thăm tội kia, bà gắng mà xong đừng nuôi mấy người này. Ta cũng phiền tội kia. Rồi ngoại là có khi ở ngoại mấy người này con của ngoại theo con được biết là chắc ngoại ngủ không có được lâu đâu, tại vì lo cho anh chị ở đây bằng đêm quậy đồ không ngoại? Bằng đêm mắt say chở nó hoài, có ngủ gì được đâu, gần sáng ngủ được chút rồi ra nấu nước rồi cúng, nấu cơm nó ấy rồi cho nó ăn, nấu cháo. Trời sáng ơi. Còn công ngủ nấu cháo lại cho con nó ăn. Dạ. Rồi cái tay đó là cậu thấy sao không? Rồi, cậu. Dạ. Tới 3 người lận đó. Ngồi lận nhỏ này ốm mà con này giờ nó có vào thịt con này ốm. Dạ. Ngồi lận nó còn mạnh. Lao nhà lao cửa rồi chứ. Cho chị nữa đái gì vậy đồ, nó lò, giờ nó nghĩ đó. Và bà đây hiện tại là 70 mấy rồi, mà lo 3 người con mà di chuyển, bò không hả cậu? Bữa nay con cũng có mấy cái cậu mà đồng đạo đây ở ngoài, là dẫn con lại đây. Cho nên là con gặp này cái cảnh mà ngoại bò để đi mua những mấy miếng tàu hũ và những cái trái mớp. Con thấy cái cảnh này nó xót quá. Tay chân kìa, bà biết hay gì ngoại? Ngoại, ông cậu kia đụng tay rồi, cái bà biết hay gì ngoại? Biết ngoại? Biết. Biết hả? Dạ. Thấy mềm không cậu? Mềm. Vậy là chị này còn biết không ngoại? Còn biết. Liết kìa, bà liết kìa. Đi kêu niệm Phật, gán niệm Phật với con. Dạ. Kiếp này ở vậy rồi. Cứ nằm mô vậy đó Phật. Sáng ăn chưa? Sáng có ăn chưa? Chưa có ăn gì hết. Kìa, ông kia cậu ơi. Hỏi nói kìa. Vì bà phải nấu cho ăn hả? Sáng ăn chưa? Sáng ăn chưa? Không nói cái chi chú nghe. Hả? Sáng có ăn chưa? Nó chưa ăn. Mua đồ về ăn chưa? Chưa có ăn hả? Ồ, chưa có ăn kìa. Chưa có ăn. Thấy cảnh tội nghiệp không? Quá tội nghiệp mà. Chưa có ăn.
tay chân chưa cơ. Cái này mẹ mới mua. Cái này theo con được biết mấy cậu theo mà mình có người bấm nguyệt rồi đó, khỏe ha. Cậu này bấm rồi. Hồi ơi mấy ông đồng đạo lại đây thấy cái cảnh này khóc luôn kìa ngoại. Khóc luôn. Chót quá. Mình chọn gian gì là ngon rồi. Cái này là lâu ngày quá là máu huyết nó không có lưu thông rồi nó bị co lên luôn hết sao cậu? Dạ đúng rồi. Bởi giờ nó uống thuốc nhất rồi có khi nó ngủ không được cho uống thuốc ngủ nó ngủ. Bữa hôm qua ở đâu ngoài tỉnh ta cho thuốc cho nó thuốc nhất thuốc đồ mấy đứa nó uống thuốc nhất với thuốc ngủ. Sáng giờ chưa ăn. Rồi mẹ hồi sớm bây giờ đó là bò đi mua tàu hũ mới về nè. Mẹ đi mua tàu hũ mới về. Bà bò đi mua tàu hũ lắm nè. Sáng hỏi ăn chưa? Chưa ăn. Chưa ăn. Thấy sót không ta? Tàu hũ. Cảnh này đã lâu lắm, chót dạ gì đâu. Một người á là đủ mệt rồi hả cậu? Yeah. Ví dụ hai người là cũng đủ đuối và cái tay này tới ba người. Quá khổ. Bữa đó mấy chú với Sóc Trăng lên thấy khóc luôn cho ăn 1 triệu bạc mua này kia cho con này ăn. Chú mấy chú khóc luôn. Nói thôi tội nghiệp thấy bà gì. Thôi bà gắng đi. Gắng mạnh khỏe đi rồi con lâu lâu cũng lên thăm bà. Cái này á nói nếu nếu như mà nói á, bẩm sinh á là ngoại là kêu bằng người ta nghiệp hay này kia còn tự nhiên cái đi đi chạy nhảy bình thường như con của mọi người khác hả ngoại? Thằng nhỏ này hồi đó đi giỡn với người ta cái hồi đó giờ 7-8 tuổi không có sao đi giỡn với người ta xô nó không biết sao nó giật như không nó giật hồi đó giờ không có bệnh cũng giật giật cái sao nãy giục hoài giảm đi không được luôn là cấp cũng chạy đứng bình thường chạy nhảy những đứa trẻ khác đi đường bình thường rồi sau này nó cũng đi mà cái giò nó cà thọt rồi nhắc rồi sau này nó bị luôn nó cứ đi không được luôn. Trời ơi. Rồi cái người thứ hai ngoại? Người thứ hai thì không có bệnh. Cái này nè, cái người kế bệnh này nè, người này nhỏ này thứ bảy. Dạ chị đó đó. Rồi chị đó như thế nào ngoại, kể cho con mà mọi người được biết coi. Nó đó cấp đó nó còn đi học lớp 2 đó, nó viết chữ rồi kia rồi mấy nhỏ đi học chung đó nó xô té sợ để nó té hoài đó rồi sợ nó chết rồi thôi cho nó nghỉ. Viết chữ đẹp lắm. Chị là cũng biết chữ ha. Ừ. Cũng chạy nhảy bình thường rồi xong rồi một thời gian sau là như thế nào ngoại? Sao rồi bệnh rồi cái giảm riết rồi qua tai biến luôn đi không được nó đứng gì hết mỗi lần nó mạnh nó còn lo chạy chi nữa được bây giờ nó không có lo rồi cái gì hết. Không nói không được luôn nó khóc chỉ khóc rồi dây chớ nó thôi. Cấp đầu tiên là cũng biết không ạ? Đầu tiên thì biết rồi sao này mấy năm nay là nó bị gì rồi nó không có nói chuyện nó khóc xây chở nó thôi nó không nói chuyện được. Ở cấp mạnh thì nó còn niệm Phật độ mấy năm nay không có con nghe cô chú nói ngoại ở đây ngoại là ăn cơm như chan nước để nước mắt á, ăn cơm chan nước mắt là mấy người này là ngoại lo quá trời luôn. Rồi bây giờ hiện tại thì ngoại không có làm được cái gì hết trơn hả ngoại? Có làm gì lo cho nó không chứ làm là gì. Cô chú ở sớm nè rồi chứ bên từ thiện đồ đó rồi ai cho gì thì ngoại nhận nấy hay sao ngoại? Thì cho gì nhận nấy thì cảm ơn mừng dữ lắm, giúp đỡ được tôi cũng cảm ơn chứ không biết ngoại di chuyển á là thí dụ gầm ta cho gạo là ta đem lại tới nhà hay sao ngoại? Ta đem lại tới nhà ta cho. Chứ còn tôi ngoại... đi không được đâu có lãnh gì đâu được ta đem tới nhà không con thấy ngoại là cho. Bò nè. Trời ơi. Tặng tới nhà không? Dạ đúng rồi, chứ bà lão thì bà bò đó cậu lại nhận được. Khổ quá khổ à. Cái bệnh này cậu làm phía bên bấm nguyệt là thấy ra lâu quá máu huyết không lưu thông nó bị co luôn hay sao cậu? Nó không có đả thông kinh mạch ha. Không có thông kinh mạch. Dạ. Cái cô đó là bị sưng tay sưng giò đó, còn sưng không ngoài?
clip chứ cô quay. Nó bữa hôm nó sưng mà bữa nay nó đỡ rồi, uống thuốc sổ sổ bớt sưng tay giờ cắn bữa hôm dung trùng hết. Sưng. Sưng. Bữa nay bớt rồi. Sưng. Rồi nó bị lỡ với mấy lỗ gì nữa. Bữa hôm đi. Bữa hôm này nằm viện. Tôi nuôi kỹ càng không có lỡ đi rồi cái nằm viện rồi ở nhà nó lo đụng hai ba lỗ bự bự vậy nè. Ôi ngoại, ngoại đi làm viện rồi là sao ngoại? Không kỹ rồi sao ngoại kể lại cho con nghe coi. Rồi mấy người ta lên đi vừa nuôi nó người ta lao nước rồi không ấy nước nó ấy rồi nó hâm nó lỡ. Bị lủng lỗ này kia luôn hả? Con này nè nó bị nặng còn con đó nó không có. Trời ơi. Thuốc mua, yeah. Ta cho tiền mua bi, mua đồ cho nó uống đó. Dạ. Thấy nói chung là ở đây là thấy cái cảnh này thấy mà nó xót xa quá. Khiều em con. Khiều em. Khiều, mới khiều luôn. Khiều, cái khiều kìa. Khiều. Hỏi hồi nãy là nói sáng giờ chưa ăn hả? Chưa cầu. Chưa ăn. Rồi ngoại chừng nào đút cơm? Nấu chín rồi chưa có ăn. Bây giờ sửa sẵn đút hay gì? Bây giờ ngoại chút đút luôn đi cho mấy anh em con quay. Để chia sẻ luôn. Rồi ngoại đi bò đi lấy cơm đi. Ôi ngoại là ăn cơm là ngoại đút gì không đó ngoại? Đút gì không đó. Rồi... Năm. Nước là ngoại cũng đổ cho mấy chị gì đó hả? Để sẵn để đổ cho nó uống. Trời ơi quý vị ơi, ở đây nè hai người. Còn còn cái anh đó là ăn tự ên được không ngoại? Ăn tự ên được, nó ăn rồi đó. Nãy nó ăn rồi thì giờ hai đứa này chưa ăn. Rồi tắm là một ngày ngoại tắm cho mấy chị mấy lần? Chị mấy anh nè. Sáng lao mình chứ không có tắm lao nước nóng lao chứ. Ăn làm. Rồi là ngoại lao nữa, ngoại lao nữa không ngoại? Lao nước thay tả rồi cho nó. Trời ơi. Con thấy ngoại. Hai chị này ăn nhiều không ngoại? Ăn nhiều đây là chén cơm vậy đó. Chén cơm thôi à. Đây mấy chị. Chị. Sao? Sao? Ngoại như gì á, ngoại ơi, rồi ngoại à, thường á là sáng mấy giờ ngoại thức? Sáng 5 giờ thức chị rồi. Trời ơi. 5 giờ là ngoại lo lau mặt lau mày cho mấy nước, chị hả? Nấu đồ đang lau mình lau mày thay ra tả. Dạ. Chiều cũng vậy. Thấy cảnh quá xót luôn quý vị ơi. Có ai thế ngoại không? Có ai đâu thế, con đi mặn cha hết rồi. Nếu mà có một cái điều ước ở ngoài, ngoại có ước cái gì không? Bây giờ mà không được ước, có Mạnh Thùng Quân rồi cho tiền, tôi giúp đỡ tôi sống vậy chứ. Trời. Không biết nói sao nữa. Ngoại thì nói chung là ngoại năm nay 70 mấy tuổi rồi. Mà hiện tại á là ngoại di chuyển á, hoàn toàn là ngoại di chuyển là ngoại bò tới bò lui không hả ngoại? Bò tới mà lui không à. Rồi ngoại có đi chích thuốc rồi sao ta? Ngoại nhờ người ta hay là ngoại kêu mấy cái chú xe ra ôm, ngoại có điện thoại không? Có chú bác sĩ cái này nè, điện hả? Chú lên chú chích thuốc kia rồi. Có khi ngoại... mà đồn người vô nước biển. Vậy là ngoại cũng có số điện thoại ha? Có. Chứ ngoại hồi sáng mấy anh em con gặp ngoại á, ngoại mà bò chắc con không biết nào tới. Thấy vất vả quá ngoại ơi. Ba người này á, là à, sống á, à, có người á, con nghe người ta nói gì nè ngoại. Như là
ba cái khúc cây gì đó, con nói vậy ngoại đừng có buồn con nghe, tại vì con có nghe cô chú ở sớm nói vậy đó. Ừ. Mà thật sự đi gan vậy không ngoại? Thì cũng y gan vậy đó. Ờ, như người cây vậy đó ha. Ngoại muốn khiên đâu, ngoại khiên mà mới về đâu về đó ngoại. Ngoại ở đây nè mà còn á, nói chung là ngoại còn sống á, thì lo cho mấy chị ở đây thì nó đầy đủ. Rồi ngoại mà có lúc á, ngoại bệnh nè, ai lo cho mấy chị ngoại, mượn người ta thì đâu có mượn hoài được đâu hả ngoại? Thì cũng có người ta giúp đỡ, nhờ đằng đạo người ta mượn người ta lại, người ta giúp người ta mượn, người ta cũng nhiệt tình. Dạ. Chứ nó sống nhờ cái chồng sớm chứ con cái đi mặn cha, nó cũng nghèo khổ, nó lo cho con nó, có đâu lo cho mình, nhờ giờ sớm rồi người ta lo. Con có nghe nói rồi như gì nữa nè, rồi không biết con nói ra rồi có ngại không ngoại? Rồi hôm bữa con có gửi tiền cho ngoại đó, rồi cái người nào nó không biết, chị ở đây thôi chứ còn ngoài ra ngoại không có ước mơ gì hết không ngoại? Không ước mơ gì hết, cho thì sống ngày nào cũng biết ngày nấy vậy đó. Dạ. Ngoại nằm đêm ngoại tuổi ngủ mà ngoại quên. Dạ hồi nãy bây giờ thấy còn... con gì đó khổ cốc hoài. Dạ. Ngủ nghe gì được đâu, lo cho nó một buồn giờ một ngủ. Đêm như vậy ngoại ngủ được mấy tiếng đồng hồ ngoại? Trời ơi có ngủ được gì đâu, lát ngủ được chút rồi thức dậy rồi giật mình thức dậy lo xây chở nó, có khi bóp giò bóp cẳng nó nhức rồi bóp cho nó hết nhức nó khóc, uống thuốc nhức rồi ngủ êm, còn khi nó nhìn trời mưa gió lạnh nó nhức đó, mắt bóp giò cẳng cho nó. Rồi mấy người này nè, ngoại thay tả, ngoại lau mình đó là ngoại lau lưng bọng đầy đủ hết trơn luôn hả ngoại? Rồi đó ngoại, rồi ngoại có mượn người ta không mà tự ngoại làm? Tự làm chứ mình đâu có mượn người ta hoài được đâu, có khi nào mình đau bệnh rồi người ta mới mượn người ta lại thôi, mình gán làm. Mấy chị đó ăn cơm ngoại, chị đó khóc luôn kìa ngoại. Trời ơi, nghe ngoại nó khóc luôn. Mấy chị đã no chưa ngoại? Ăn hết rồi, nè cơm hả không ra. Dạ thì Thanh Trúc bữa nay lại đây cũng có nhận của cả một cái phần duyên của hai chị gái. Thứ nhất là của chị Kim Cúc, thứ hai nữa là cô Yến ở Mỹ nha quý vị. Thì xài thứ hai nữa là có anh Tèo ở đây nè, thì cho nên là sẵn cái phần trao duyên con trao cho ngoại là để con đọc lên tiền của quý vị Mạnh Thường Quân nha ngoại. Thứ nhất là chị Kim Cúc gửi cho ngoại 1 triệu. Thứ hai là cô Kim Yến 4 triệu. 4 triệu nữa là tổng của ngoại á, là 5 triệu. Yeah. Thì để con gửi tiền cho ngoại, con đưa cho anh Tèo, ông đếm giùm con. Anh Tèo là ở đây á, anh đếm từ từ thôi, anh đưa cho ngoại ha. 5 triệu. 1 triệu. Kêu ngoại cầm tay anh đưa từ từ thôi. Kêu. Nè, 500, 1 triệu, 2, 4, 6, 8, 10 là 2 triệu, 2, 4, 6, 8, 10 là 3 triệu, 2, 4, 6, 8, 10 là 4 triệu, 2, 4, 6, 8, 10 là 5 triệu ha. Vậy là tổng cộng mà chú Thanh Trúc gửi cho cụ đó là được 5 triệu đó. Dạ thì ngoại có điều nào ngoại muốn nói lời cô chú anh chị Mạnh Thường Quân, cô Yến, Mạnh Thường Quân ở trong nước và ngoài nước, ngoại nhìn đi ngoại. Là gia đình tôi cũng khổ, nhờ cảm ơn cô gì? Cô
cô Yến. Cô Yến, cảm ơn, cảm ơn. Kim. Chứ tôi không biết nói sao. Cô Kim gì đó. Giúp đỡ. Ừ, với cô Kim. Với cô Kim. Giúp đỡ gia đình tôi mang ơn, cảm ơn lắm nhiều. Con tôi giờ nó bệnh vậy đó, nhờ chú Thanh Trúc này lại quay phim. Là cô mấy cô gửi bây qua. Bây giờ vậy đi, tôi đại diện cho... Anh nhìn ra đây là anh tìm. Đại diện cho cái hội bảo trợ của xã An Bình này là đã dẫn dắt chỗ của Kinh Thanh Trúc đến đây để mà quay cái cảnh của bà cụ như thế này. Và một lần nữa thay mặt gia đình xin cảm ơn hai nhà Mạnh Thường Quân đã có lòng hảo tâm và hỗ trợ cho bà cụ được 5 triệu. Và hôm nay chú Thanh Trúc có nhờ tôi đến đây để làm trung gian cầu nối để dẫn dắt cho đến để trao tiền cho bà cụ. Và cũng thành thật cảm ơn hai nhà Mạnh Thường Quân, mong rằng cái nhiều cái cảnh những cái cảnh đời của cụ sau này sẽ được quý vị chia sẻ thêm để cho nhiều Mạnh Thường Quân nữa có hỗ trợ tiếp bà cụ, bởi vì cái đường của cụ đây là đang bế tắc. Yeah. không có cái nguồn nào để sinh sống, chỉ sinh sống bằng cái từ cái nguồn của Mạnh Thường Quân mình có lòng hảo tâm. Thì nó có một cái thế này, miếng khi đói bằng gói khi no, thì mình chia sẻ nhau để gọi là trong cái đồng bạc mà để bà con mình có dư giả để mà làm từ thiện đâu cũng vậy. Thì nhủ lòng hảo tâm để mà giúp đỡ cho cái cảnh của bà dì Kim Anh ở đây, là cho dì bớt đi gánh nặng về cơm áo gạo tiền để lo cho chuyên tâm lo cho mấy đứa em nó. Quãng đời còn lại của cụ cũng không còn bao nhiêu, và mấy em cái cuộc đời sau này của em cũng gặp nhiều cái cảnh khổ lắm. Tuy rằng là những cái chuyện làm thì nó cũng không có phải là nhiều nhỏ gì nhiều, nhưng mà mình với cái lòng hảo tâm thì mong rằng Mạnh Thường Quân trong và ngoài tỉnh, trong và ngoài nước luôn, có thể là coi được cái kênh của chú Thanh Trúc đây, sẽ nhủ lòng thương mà để giúp đỡ thêm cho cụ những ngày tháng sau này có cái để mà lo lắng cho mấy em. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả Mạnh Thường Quân trong và ngoài nước. Ngoại ơi, rồi ngoại có một cái điều ước gì cho ngoại không ngoại? Ngoại ở đây ngoại sẵn ngoại chia sẻ cho con và mọi người được biết luôn ngoại. Tôi mong ước sao mà có Mạnh Thường Quân giúp đỡ cho tôi được số tiền để lo cho con vậy đó sao, chứ không biết làm sao mà. Con mấy anh em con hồi sớm á là cũng đủ duyên đi gặp ngoại, ngoại bò trên cái đoạn đường này nè. Thì nói chung là trời nó mưa đó, con thấy nè, giò cẳng ngoại dắt này còn ướt. Bây giờ thì hai khớp này đi hết được rồi. Nhất lắm không ngoại? Luôn rồi. Nhất. Biến dạng rồi. Yeah. Dạ thì anh chúc thay mặt cô ở đây và cũng cảm ơn cô chú anh chị đã xem video. Thì lần thứ hai Thanh Trúc cũng cảm ơn Mạnh Thường Quân đã gửi một cái phần duyên cho ngoại ở đây để lo cho mấy cái người anh chị. Thì nói chung là một người cũng đủ mệt rồi, từ ngoại tới ba người. Thì Thanh Trúc cũng cảm ơn cô chú anh chị đang xem. Hẹn cô chú anh chị video tiếp theo.